Hoài Linh khiến netizen hoang mang khi lộ tin nhắn làm rõ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vướng vào ồn ào liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên suốt 2 tháng nay. Nam danh hài dần trở thành mục tiêu công kích của bà chủ Đại Nam. Trong các buổi livestream của mình, vợ ông Dũng Lò Vôi 5 lần 7 lượt nhắc tên Hoài Linh với thái độ mỉa mai. Nhiều chuyện đời tư cũng được mang ra bàn tán, châm chọc. Thậm chí, vợ ông Dũng Lò Vôi còn tố nam nghệ sĩ và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ mật thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói một chiều từ phía bà Phương Hằng mà không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Mãi cho đến mới đây, Bảo Suzu, một người em thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh và cũng từng gặp gỡ bà Phương Hằng, đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn hé lộ chuyện nghệ sĩ Hoài Linh phủ nhận mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Dòng trạng thái của Bảo Suzu: "Tôi thương anh Hoài Linh là cái sự đàng hoàng của ảnh trong lối sống với anh em, nhất là với anh Chí Tài. Trong vụ từ thiện, ảnh cũng chưa ăn của ai đồng nào, tất cả là sự chủ quan của ảnh. Tôi không dám chỉ trích, nhưng ảnh hơi non kinh nghiệm khi làm thiện nguyện trên mạng xã hội. Vậy thôi, hà cớ gì tới mấy thằng nhóc đáng tuổi con tuổi cháu, còn ngửa tay xin tiền bố mẹ lập được cái Facebook, xong tưởng mình người yêu Mark Son chửi bới ảnh thậm tệ. Và tất nhiên tôi không thích sự im lặng của ảnh trong vụ từ thiện." Đáng chú ý, đính kèm đó là hai đoạn tin nhắn giữa Đình Bảo và Hoài Linh. Khi được đàn em hỏi về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, Hoài Linh khẳng định: "Anh không dính gì đâu, chắc anh chị Dũng sợ anh cũng giống như anh chị ấy. Hôm đấy anh cũng xem trên mạng, nhưng lâu rồi anh cũng không liên lạc bên đó, nên hôm khánh thành chùa anh không đi." Bày tỏ quan điểm về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng và Hoài Linh, Đình Bảo tỏ ra cảm thông cho cả hai bên. Anh viết: "Tôi thương chị Hằng một mình tố cáo ông Võ Hoàng Yên, vì người thân tôi cũng đã từng là nạn nhân, lúc đó vài người biết đến chị chả có gì ngoài cái Facebook, post được vài người xem. Nên tôi gặp chị để tác nghiệp vụ Võ Hoàng Yên, tôi chụp vài tấm hình, nhận chai rượu cho anh chị vui, rồi về, tới đó thôi. Còn lại tôi không thích chị nói về nghệ sĩ sau này, chuyện tôi không thích là chuyện của tôi, và chuyện chị làm là chuyện của chị." Đình Bảo giải thích lý do không kéo đến nhà bà Nguyễn Phương Hằng như cách từng làm với Duy Nghĩa trước đây, bởi lẽ nghệ sĩ Chí Tài là người đã khuất, còn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn đang khỏe mạnh bình thường, nếu đàn anh không lên tiếng, Đình Bảo cũng không thể lên tiếng trước. Mặc cho bà Nguyễn Phương Hằng công kích, dư luận ném đá, đến nay nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn chưa một lần lên tiếng nói về sự việc này. Chính thái độ đó càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Mặc cho ca sĩ Hà My lên tiếng tự nhận là vợ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, phân trần ông không có quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, cộng đồng mạng vẫn không tin. Dựa vào tin nhắn của cả hai, nhiều người nhận định Hoài Linh vốn không thân thiết với ông Võ Hoàng Yên như những suy luận thời gian qua. Tuy nhiên, dư luận vẫn chờ nam danh hài đích thân lên tiếng nói rõ về ồn ào này.